Xin chào các bạn. Trong những ngày gần đây đi quay máy bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, mình đã gặp một máy bay khá thú vị. Nó có ngoại hình khiến chúng ta gợi nhớ tới thời kỳ toàn xã hội bị phong tỏa một cách nghiêm ngặt. Vâng, đó quả thực là một thời kỳ khủng hoảng của thời hiện đại. Đúng là khó có bộ óc thiên tài nào có thể tưởng tượng được trong thế giới hiện đại ngày nay mà lại có sự phong tỏa, đóng băng xã hội một cách nghiêm ngặt như vậy. Vâng, đó là những năm Covid-19. Giờ đây thì thời kỳ khó khăn đó đã qua đi. Hy vọng rằng thế giới trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Chiến tranh Nga-Ukraine sẽ sớm chấm dứt và thế giới sẽ phát triển một cách hòa bình, an toàn hơn. Máy bay chúng ta đang thấy là máy bay của hãng Cargo Express. Nó có một cái trang trí, đó là chiếc khẩu trang ở mũi. Máy bay đeo khẩu trang. Đây là lần đầu tiên mình gặp một chiếc máy bay của hãng này và cũng là lần đầu tiên gặp máy bay đeo khẩu trang. Đây là một chiếc Boeing 737-8 thuộc sở hữu của Cargo Express Malaysia. Nó sử dụng hai động cơ CFM56. Máy bay cất cánh lần đầu vào năm 2007, như vậy bây giờ nó đã tuổi đời đã gần 16 năm tuổi rồi. Máy bay vị thành niên, tuổi teen, 16 tuổi. Thời tiết Sài Gòn dạo gần đây rất là xấu, trời ô nhiễm mù mịt. Không phải sương nha mọi người, không khí ô nhiễm. Trời rất là mờ. Máy bay đã cất cánh thành công. Và cũng trong buổi quay máy bay này, mình đã gặp một máy bay của Lao Airlines. Đây là một chiếc ATR-12. Thực sự là máy bay này cũng thỉnh thoảng mới tới Tân Sơn Nhất thôi, nên tiện gặp em nó thì mình sẽ quay đăng để cho mọi người cùng quan sát chiêm ngưỡng nó nhé. Máy bay hạ cánh khá nhẹ nhàng. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.